Nếu như bạn thích sử dụng máy ảnh phim, hay bạn thích chụp ảnh phim nhưng lại không muốn chờ đợi quá lâu cho quy trình tráng rửa, hoặc bạn muốn chụp phim nhưng mà bạn muốn ảnh phải lưu vào trong thẻ nhớ, vậy thì đây chắc chắn là chiếc máy ảnh mà bạn nên mua ngay bây giờ. Xin chào, mình là Kiệt Nguyễn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel YouTube của mình. Hầu hết những cái máy ảnh phim mà mình đã sử dụng và review ở trên kênh thì có cái tuổi đời hàng chục năm. Nhưng có một chiếc máy ảnh phim đã được ra mắt vào tháng 1 năm 2022 từ hãng Fujifilm. Xin giới thiệu với các bạn, Fujifilm Instax Mini Evo. Và nếu như bạn đã từng xem những video trên kênh của mình thì mình cũng đã từng review một chiếc máy Instax Mini. Thế nhưng, liệu một sản phẩm của năm 2022 có thật sự khác biệt và có xứng đáng để chúng ta bỏ ra hơn 200 đô để sở hữu hay không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video tuần này thôi nào. Và lúc mà mình cầm vào chiếc máy này thì có một điều rất ấn tượng, đó chính là cái trọng lượng của máy cực kỳ nhẹ. Nó nhẹ hơn một chiếc iPhone rất là nhiều. Bản thân chiếc máy ảnh này được làm bằng nhựa, thế nhưng các cái chi tiết và độ hoàn thiện sản phẩm nó rất là tốt. Từng đường nét được làm rất là chỉnh chu. Và hãy tin mình đi, nếu như bạn đi du lịch thì bạn sẽ rất cần một chiếc máy ảnh gọn nhẹ như thế này. Mình đã từng đi du lịch và phải mang vác theo những cái máy ảnh rất là to và cồng kềnh, và nó khiến cho cái trải nghiệm của cái chuyến du lịch đó trở nên rất là tệ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi qua cái phần mặt trước của máy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút on off. Đấy, muốn bật lên thì chúng ta sẽ gạt qua nút on, muốn tắt đi gạt qua nút off, rất đơn giản. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái đèn flash, một đèn báo sạc màu đỏ, một nút bấm và một cái gương selfie. Về phần flash và nút nguồn này thì không có gì để nói. Thế nhưng có một điều mà mình rất thích ở chiếc máy ảnh này, đó chính là nút chụp và cái gương selfie. Và đây là chiếc mini 7S thì bạn có thể nhìn thấy là nó không hề có một cái gương selfie ở đây. Mặc dù không có nhưng mình vẫn selfie được. Thế nhưng nó sẽ gây cản trở trong lúc bạn chụp, nó sẽ hơi khó khăn để mà căn được cái khung hình thôi. Đối với bản mini Evo này thì các bạn sẽ có một cái gương selfie ở đây. Tuy là nó hơi nhỏ một tí nhưng mà nó đủ để chúng ta có thể căn được khung hình, và nó sẽ giúp chúng ta chụp được chính xác hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Và một điểm vô cùng ăn tiền của chiếc máy ảnh này đó chính là nút chụp được đặt ngay ở phía trước. Thực ra chiếc máy ảnh này nó có tận hai nút chụp, một là ở trên đỉnh máy như bao cái máy ảnh khác thôi. Còn nếu như hãng Fuji không để một cái nút chụp ở đây ấy, thì chúng ta vẫn chụp ảnh selfie được. Thế nhưng cái cách cầm nắm để mà selfie nó sẽ không thể nào chắc chắn bằng cái việc mà chúng ta có một cái nút chụp ở đây. Đây là một cái thiết kế rất là vì người dùng. Và trên chiếc máy này có trang bị cho các bạn một tiêu cự cố định, đó là 28mm, và bạn sẽ không thể thay được lens nhé, và chỉ chụp được 28mm thôi. Đây là một tiêu cự không quá rộng cũng không quá hẹp. Nó sẽ giúp cho các bạn chụp được khá là nhiều thể loại ở trong nhiếp ảnh. Khi mà đi chơi mà bạn muốn chụp phong cảnh thì cố gắng lùi ra xa một tí. Còn muốn chụp chân dung thì cố gắng tiến lại một tí. Nhưng đôi khi chụp chân dung với cái ống kính này nó sẽ hơi bị méo hình một chút. Và khẩu độ của ống kính đó chính là F2. Nó là một khẩu độ vừa phải để chúng ta có thể chụp ở trong những điều kiện thiếu sáng. Và điều đặc biệt tiếp theo ở trên chiếc máy này là ống kính của chúng ta có thể xoay được như thế này. Việc mà chúng ta xoay được cái ống kính như này không phải là để chúng ta chỉnh được khẩu độ. Chúng ta lúc nào chỉ chụp được F2 thôi nhé. Khi mà chúng ta xoay cái vòng ở trên ống kính như này thì có nghĩa là chúng ta đang điều chỉnh những cái hiệu ứng ống kính mà được Fuji setup sẵn ở trong máy. Và tổng cộng là có tận 10 cái hiệu ứng ống kính cho các bạn lựa chọn. Sau khi mà chúng ta đi qua cái phần mặt trước thì chúng ta sẽ lên phần phía trên máy. Ở đây chúng ta sẽ có một nút chụp, bên cạnh đó có một nút nhỏ hơn là nút reset các hiệu ứng mà chúng ta đang dùng. Và có một cái cao su để chúng ta có thể gắn được các cái phụ kiện như là đèn LED để bổ trợ sáng này, hay là có thể gắn một cái viewfinder rời để có thể ngắm nhìn cái này. Bởi vì bản thân chiếc máy này nó sẽ không có cái viewfinder để các bạn ngắm đâu nhá, mà bạn hoàn toàn phải điều khiển và ngắm khung hình qua cái màn LCD này. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vòng chỉnh ở đây. Cái vòng này sẽ giúp chúng ta có thể chọn được các cái màu phim mà máy đã thiết lập sẵn cho chúng ta. Ở đây thì chúng ta có tổng cộng là 10 cái màu phim. Vậy thì 10 màu phim này kết hợp với cả 10 hiệu ứng ống kính thì sẽ tạo cho các bạn 100 cặp hiệu ứng khác nhau, thoải mái cho các bạn sáng tạo. Một tính năng vô cùng ấn tượng nữa ở trên chiếc máy này đó chính là có một cái cần in ảnh. Hầu như trên các cái máy ảnh phim mà chúng ta đã xem từ trước đến giờ ấy, thì cái cần này nó sẽ là cần để lên phim. Ở trên chiếc máy ảnh này thì sẽ không có cần lên phim, mà nó thay vào đó là một chiếc cần in ảnh. Sau khi chụp, bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa bức ảnh mà bạn muốn in
chứ không phải là chụp xong rồi in ngay lập tức như những chiếc máy cũ như là chiếc Mini 7S mà mình đã từng review. Và khi mà bạn muốn in ảnh thì bạn chỉ cần gạt cái cần này xuống là bức ảnh mà bạn mong muốn sẽ được in ra ngay lập tức. Và phía bên phải của máy thì sẽ có một cái lỗ ốc 1/4 giúp chúng ta có thể gắn được vào tripod. Và bên trái thì là nơi ảnh được in ra. Ở phần đáy máy thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để chúng ta có thể sạc được pin. Mặc dù đây là một chiếc máy ảnh phim nhưng nó có tính năng là có thể lưu được bức ảnh của các bạn lên trên thẻ nhớ. Và nếu như bạn không có thẻ nhớ thì bản thân chiếc máy này đã có một bộ nhớ trong có thể lưu trữ được tới 45 bức ảnh. Và mặt lưng của máy thì sẽ trang bị cho bạn một cái màn hình LCD 3 inch. Và ngay bên cạnh thì chúng ta sẽ có những cái nút điều hướng cực kỳ quen thuộc với những ai đã từng sử dụng Fujifilm. Ví dụ như là nút menu, nút back, nút xem lại ảnh và một số nút có thể gắn được chức năng. Và ở phía trong phần menu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tính năng cực hữu ích với người dùng. Chẳng hạn như là bù trừ EV, cân bằng trắng, rồi hẹn giờ hay là tắt bật flash. Và bây giờ thì mình sẽ kể ra những cái tính năng độc đáo nhất ở trên chiếc máy ảnh này. Đối với những chiếc máy ảnh Instax khác thì sau khi mà bạn ấn chụp là bức ảnh đó sẽ được máy in ra ngay lập tức. Và đôi khi những bức ảnh đấy không thực sự là hoàn hảo cho lắm. Nhưng với chiếc máy ảnh này thì hoàn toàn khác. Khi mà bạn ấn chụp, bức ảnh sẽ được lưu vào bộ nhớ của máy hoặc là lưu vào trong thẻ nhớ của máy. Và sau khi mà bạn gạt cái cần in ảnh này thì ảnh của chúng ta mới bắt đầu được in ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lắp phim. Muốn lắp phim được thì chúng ta phải mở được cái buồng phim. Thì đối với bản thân mình thì mình thấy cái buồng phim này nó mở hơi khó một chút. Thế nhưng có thể đây là một tính năng của Fuji đã cài cắm vào đây. Nếu như bạn chụp ảnh mà cái chốt buồng phim nó dễ mở ấy, thì đôi khi là bạn sẽ vô tình mở buồng phim ra. Mà buồng phim mở ra thì ánh sáng sẽ chui vào, khiến cho tất cả các cái tấm phim của các bạn coi như là vứt đi. Khi mà các bạn lắp phim thì các bạn hay để ý ở trên tấm phim nó sẽ có cái điểm màu vàng. Thì hãy cố gắng là lắp sao cho nó trùng với cái điểm màu vàng ở trên thân máy là xong. Và ngay ở trên màn hình LCD thì chúng ta cũng có thể kiểm soát được cái số lượng bức ảnh mà chúng ta đang còn. Và chiếc máy ảnh phim này nó còn lợi hại ở chỗ là kết nối được với cả điện thoại. Với app Mini Evo thì chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được máy từ xa. Ở trên chiếc máy ảnh này nó sẽ có một cái điều hơi kỳ cục một chút. Đó là những bức ảnh muốn chuyển qua điện thoại thông qua cái app đấy thì bản thân những bức ảnh đấy phải là những bức ảnh đã được in từ chiếc máy ảnh này. Có nghĩa là những bức ảnh mà bạn chụp lưu ở trong máy mà bạn chưa in những bức ảnh này ra ấy, thì bạn sẽ không bao giờ chuyển được qua điện thoại. Và muốn chuyển qua được điện thoại thì bạn phải rút thẻ nhớ cắm vào máy tính rồi chuyển qua điện thoại thôi. Và thực sự mình không biết lý do tại sao Fujifilm lại làm như thế này. Và nếu như bạn biết lý do ấy, thì hãy comment ở phía dưới nhé. Và bên cạnh đó, chiếc máy ảnh này còn có thể trở thành một chiếc máy in ảnh. Như mình đã nói ở trên ấy, thì đây là một chiếc máy ảnh có thể in ra những bức ảnh mà bạn mong muốn. Bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh bằng điện thoại hay là máy ảnh, miễn sao những bức ảnh đấy sẽ ở trên điện thoại và bạn sẽ chuyển những bức ảnh đấy vào trong app. Sau đó bạn sẽ căn chỉnh bố cục, màu sắc, độ sáng tối và sau đó bạn sẽ chuyển qua máy và bắt đầu in ảnh thôi. Cực kỳ đơn giản và nhanh gọn. Công nhận là quá hiện đại và đây đúng là một sản phẩm của năm 2022. Ngoài ra ấy, thì ở trên chiếc máy ảnh này nó còn có một cái chế độ mới có tên là InstaGrid. Và theo như quảng cáo thì đây là chế độ in ảnh Instax tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại. Và từ đó thì màu sắc nó sẽ đẹp hơn so với các cái kiểu in bình thường. Và sau đây là những cái lưu ý mà bản thân mình đã rút ra trong cái quá trình mà sử dụng máy. Đầu tiên là sạc đầy pin trước khi in ảnh. Bạn sẽ không muốn cái hiện tượng là máy đang in được nửa bức ảnh thì nó hết pin đâu. Khoảng cách lấy nét tối thiểu của máy đó chính là 10 cm. Nếu bạn đứng quá gần chủ thể thì có thể là bức ảnh sẽ bị mờ đấy. Lưu ý thứ ba đó là chỉ chuyển được những bức ảnh đã in vào trong điện thoại thông qua app. Còn nếu như bạn muốn lấy hết tất cả các ảnh thì chỉ cần rút thẻ nhớ và cắm vào máy tính thôi. Và lưu ý cuối cùng đó là màn hình LCD khi mà nhìn ở ngoài trời ấy, thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Và bản thân máy sẽ không có cả viewfinder. Nếu như máy có viewfinder thì nó sẽ hạn chế được cái việc này. Nhưng mà bản thân máy thì không có. Bạn hoàn toàn có thể mua thêm một cái viewfinder gắn ngoài như thế này và sau đó gắn ở phần câu su để chúng ta có thể nhìn cho nó dễ dàng hơn. Hy vọng trong tương lai Fujifilm sẽ cho ra mắt được những chiếc máy ảnh khắc phục được những cái vấn đề này. Và trên đây là tất cả những cảm nhận của mình sau khi sử dụng chiếc máy Fujifilm Instax Mini Evo. Hiện tại dòng máy này đang rất hot và đang khan hiếm hàng ở rất là nhiều nơi. Và nếu như bạn muốn có ngay cho mình một chiếc máy ảnh Fujifilm Instax Mini Evo thì có thể ghé thăm cái hệ thống cửa hàng của Giang Duy Đạt. Và thông tin thì mình có để ở phía dưới của video rồi đấy. Và nếu video này hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.